kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là một cái video, và khi mà mình nhấn vào cái phần là chia sẻ này, khi mà mình nhấn vào phần chia sẻ ở đây thì mình sẽ không thấy cái nút lưu video ở đâu cả. Còn những cái video khác thì người ta sẽ, các bạn chạm vào nút chia sẻ ở đây thì các bạn sẽ thấy cái nút là lưu video. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn ấn cái nút lưu video để không cho người khác lưu cái video của bạn ở trên TikTok về điện thoại hoặc là một cái thiết bị khác nha. Để làm điều này thì các bạn sẽ chạm vào cái chữ là hồ sơ ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn này. Các bạn chạm vào đây. Xong sau đó các bạn sẽ chạm vào cái nút ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải này. Các bạn chạm vào đây. Xong sau đó các bạn sẽ chạm vào chữ đó là quyền riêng tư này. Các bạn chạm vào đây. Các bạn kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn sẽ thấy cái chữ đó là tải về. Các bạn chạm vào cái chữ là tải về. Xong sau đó ở đây có một cái dấu tích màu xanh này. Các bạn nhấn vào cái dấu tích ở đây và các bạn tắt nó đi, không cho nó bật lên tích xanh nữa. Thì khi đó là những cái người vào trong cái trang cá nhân của bạn hoặc là vô tình họ xem cái video của bạn ở trên TikTok thì họ sẽ không thể nào nhấn tải về hoặc là lưu cái video của bạn ở trên TikTok về điện thoại hoặc là một cái thiết bị khác được. Ok, thì cái video hướng dẫn của mình cho các bạn về cái cách để mà các bạn chặn không cho người khác tải cái video của bạn ở trên TikTok về điện thoại hoặc là một cái thiết bị khác. Đến đây là hết. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.